Ban biên tập xin được lời chào và lời cảm ơn đến quý khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với bản tin 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin thực sự hữu ích để quý vị và các bạn có những phút giây thực sự thoải mái sau những giờ làm việc đầy căng thẳng. Sau đây là những tin chính có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, đợt mưa vừa qua ảnh hưởng đến tỉnh Sơn Tây về cơ bản đã kết thúc. Trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán đã quyết định chấm dứt ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp 4 của tỉnh vào lúc 14 giờ hôm Chủ nhật. Tại sao trận lũ lụt này đã ảnh hưởng đến gần 1,76 triệu người và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng hơn 5 tỷ nhân dân tệ lại mạnh mẽ đến như vậy? Làm thế nào để ngăn chặn bi kịch xảy ra một lần nữa trong tương lai? Chính phủ Trung Quốc đang làm gì trong việc chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai? Mời quý vị nghe phóng viên của chúng tôi phỏng vấn độc quyền Quang Quai Lu, một chuyên gia về thủy lợi sống ở Đức. Vừa qua ở Sơn Tây đã xảy ra trận lũ lụt mùa thu mạnh nhất kể từ khi có ghi chép khí tượng. Lượng mưa trung bình đạt 139,5 mm. Tỉnh Sơn Tây nằm trên cao nguyên Hoàng Thổ. Tại sao lại có mưa lớn bất thường như vậy? Ông Quang Quai Lu cho biết đây là lượng mưa lớn nhất trong khoảng thời gian này trong lịch sử. Lượng mưa lớn nhất có hạn, không thể nói là nghìn năm mới có một lần hai trận lũ lụt lớn nhất trong lịch sử. Nó đề cập đến khoảng thời gian trong tháng này là giá trị cao nhất trong lịch sử. Nói đúng hơn là trong lịch sử tỉnh Sơn Tây chưa có lượng mưa lớn như vậy. Lượng mưa ở Trung Quốc chịu ảnh hưởng nặng nề của gió mùa, tập trung vào cuối mùa xuân, mùa hè và đầu mùa thu. Phải chăng thiên nhiên không có lượng mưa lớn vào mùa đông? Cũng không phải là không có. Sẽ có mưa lớn ở lưu vực sông Dương Tử vào tháng này. Có hai trận lũ lụt vào mùa hè năm nay và năm 1860. Khi mô tả thế giới tự nhiên, chúng ta quá chú trọng đến giá trị trung bình mà thường không chú ý đến độ chênh lệch rất lớn. Mức trung bình của nó giống như tiền lương của Trung Quốc. Bạn đã nói mức trung bình là gì, nhưng thu nhập của anh ấy có thể bằng sách ma. Độ lệch lượng mưa của Trung Quốc tương đối lớn so với các nước khác trên thế giới. Thế giới tự nhiên không lặp lại theo con số thống kê trung bình của con người. Một số người nói rằng do sự nóng lên toàn cầu, toàn bộ vành đai mưa của Trung Quốc đã di chuyển về phía Bắc và gần đây đã có nhiều trận mưa cực lớn ở phía Bắc của Trung Quốc. Quang Quai Lu cho biết, mọi người có thể cho rằng đây là một loại biến đổi khí hậu. Đối với Trung Quốc, biến đổi khí hậu là hiện tượng mưa lớn cục bộ thường xuyên xảy ra. Đây chỉ là suy đoán và người ta chưa thể sử dụng mô hình để dự đoán lặp đi lặp lại hoặc chắc chắn. Đánh giá về sự phân bố lượng mưa ở Trung Quốc trong hai thập kỷ qua, lượng mưa ở khu vực phía Bắc đã tăng khoảng 10% đến 20%, trong khi lượng mưa ở khu vực phía Nam thì giảm gần 10%. Kể từ khi dự án Tam Hiệp hoạt động, các nhà khoa học của NASA tại Hoa Kỳ đã phát hiện ra rằng lượng mưa ở khu vực hồ chứa Tam Hiệp đã giảm và lượng mưa ở dãy núi Quinling và hành lang Hesi đã tăng lên. Các nhà khoa học Trung Quốc đã từng đưa ra nhận định này, đó là quan sát hồ chứa Đan Giang Khẩu. Khi hồ chứa Đan Giang Khẩu hình thành, lượng mưa ở khu vực hồ chứa giảm, trong khi lượng mưa ở các khu vực khác lại tăng lên. Về tác động sau khi hình thành hồ chứa Tam Hiệp, Trung Quốc có quan sát và không báo cáo. Tôi nghĩ có khả năng là như vậy vì cố gắng không nói ra ảnh hưởng hay sự thay đổi của nó. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn không chắc chắn liệu sự gia tăng lượng mưa ở miền Bắc Trung Quốc có liên quan gì đến việc điều chỉnh thời tiết nhân tạo của Trung Quốc hay không. Vùng mưa chia cắt, đê điều hư hỏng, thông tin thì chậm trễ, chống lũ thì thiếu tổ chức. Khoảng 1,76 triệu người bị ảnh hưởng bởi thảm họa ở Sơn Tây lần này, 15 người chết, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là hơn 3,5 triệu ha, thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 5 tỷ nhân dân tệ. Các vụ vỡ kè và dòng chảy ngược xảy ra ở khu vực dọc theo sông Guma, sông Tương Vũ, sông Phần và sông Siyao. Tại sao những hiện tượng này lại xảy ra? Quang Quai Lu cho biết lượng mưa ở Trung Quốc không chỉ giới hạn ở Sơn Tây mà bao trùm một phạm vi rộng từ Hà Bắc, Sơn Tây, Thiểm Tây đến Cam Túc, bao gồm cả Tứ Xuyên và Hồ Bắc. Đây là khu vực mưa nhiều. Ví dụ, một chiếc xe buýt đi làm ở Hà Bắc bị lũ cuốn trôi xuống sông, một ngôi làng ở Cam Túc bị chôn vùi do lở đất mưa lớn. Bộ ứng phó khẩn cấp hiện tại của Trung Quốc đã cố tình tách các thảm họa lũ lụt ở các khu vực mưa lớn và nói về nó theo từng tỉnh. 15 người chết ở tỉnh Sơn Tây, đó là một thảm họa tai nạn nhỏ, ít hơn 30 người chết. Nếu cộng số nạn nhân ở Hà Bắc, Cam Túc, Hà Nam và Thiểm Tây thì đó là một thiệt hại lớn. Trận lũ lụt ở quận Vệ Nam Thiểm Tây và trận lũ lụt lớn nhất mà hồ chứa Tam Hạ Môn không chảy qua Sơn Tây, mực nước cao nhất của hồ chứa Đan Giang Khẩu, lưu lượng lũ lớn nhất của sông Hán và đỉnh lũ số 1 của sông Gia Lăng ở Sơn Tây. Tại sao trận lũ xảy ra không được báo cáo chính thức? Đây là một hiện tượng rất kỳ lạ. Báo cáo sớm nhất về trận lũ lụt ở Hà Nam đến từ các báo cáo trên WeChat. Tuy nhiên, thông tin về lũ lụt ở Sơn Tây rất không đầy đủ và chất lượng của các báo cáo cũng rất kém. Hệ thống nước ở Sơn Tây được chia thành hai hệ thống nước lớn, nửa phía đông là lưu vực sông Hải Hà, nửa phía tây là lưu vực sông Hoàng Hà. Con sông lớn nhất ở Sơn Tây là sông Phần và một con sông lớn nữa của Hoàng Hà. Hồ chứa lớn nhất trên sông Phấn Hà là hồ chứa Phấn Hà với sức chứa hơn 700 triệu mét khối, được thiết kế bởi các chuyên gia Liên Xô vào năm 1958 và hoàn thành trong vòng chưa đầy một năm. Sau khi hồ chứa Bản Kèo bị vỡ vào năm 1975, Trung Quốc đã tiến hành khảo sát các đập hồ chứa để xem liệu các hồ chứa có nguy hiểm không. Các hồ chứa ở Phấn Hà
nằm trong danh sách những hồ chứa bị bồi lắng nặng. Hơn một nửa dung tích của hồ chứa Phấn Hà hiện nay là do phù sa bồi lấp, hầu như không có tác dụng gì trong việc chống lũ. Vậy tại sao việc bờ kè ở tỉnh Sơn Tây lại bị dễ cuốn trôi như vậy? Wang Weilu cho biết, thứ nhất, chính phủ Trung Quốc dường như đã thay đổi hoàn toàn chính sách kiểm soát lũ lụt kể từ năm 2013, thay thế các hồ chứa nước trước đây bằng các thành phố bọt biển. Nếu muốn giữ nước tại chỗ và biến thành tài nguyên nước thì việc đầu tư kè sông sẽ ít hơn. Những người xưa để lại dựa vào bờ kè sông để ngăn lũ. Điều kiện tiên quyết kỹ thuật quan trọng nhất là đê sông cần được tu sửa hàng năm. Tỉnh Sơn Tây bỏ bê việc sửa chữa bờ kè sông vì không có tiền, vì tiền được dùng để xây dựng một thành phố bọt biển. Thứ hai, các kè sông ở Trung Quốc trước đây có thể chống lũ chung nhưng không thể chống lũ do các hồ chứa xả ra vì vận tốc dòng chảy của chúng cao và động năng của nó bằng bình phương vận tốc dòng chảy. Thứ ba, cơ chế kiểm soát lũ lụt hiện tại của Trung Quốc chưa được tổ chức và toàn bộ dòng sông chưa được tổ chức để phòng ngừa và ngăn chặn lũ lụt. Chưa thấy tỉnh trưởng, bí thư tỉnh ủy, lãnh đạo trung ương nào ra tiền tuyến để chỉ huy hay quân giải phóng nhân dân và cảnh sát vũ trang chống lũ. Chúng tôi chỉ thấy người dân ở đó phòng chống lũ lụt, họ không biết làm thế nào để tự làm điều đó. Điều quan trọng nhất là kiểm soát lũ đòi hỏi phải hiểu rõ về lưu lượng nước ở thượng nguồn và điều kiện lũ ở thượng nguồn. Một là dựa vào các hướng dẫn nội bộ, hai là dựa vào các bản tin của phương tiện truyền thông đại chúng. Khi trận lũ lụt xảy ra ở Sơn Tây, tôi không thấy bất kỳ một báo cáo nào từ phương tiện truyền thông chính thức của địa phương và trung ương ở Sơn Tây và cũng không có nhiều báo cáo từ công chúng. Điều này khá lộn xộn. Những người ở hạ lưu không biết tình hình ở thượng nguồn. Các nạn nhân lũ lụt ở Sơn Tây nói với tôi rằng 1.000 dân làng đã đi xây dựng tuyến phòng thủ nhưng họ vẫn không thể chống chọi với lũ lụt. Wang Weilu nói mọi người dân ở đó không biết rằng đó là lũ lụt và động năng là bình phương của khối lượng nhân với vận tốc. Tốc độ xả lũ cực nhanh, không xuống dưới dạng sóng thông thường mà dưới dạng sóng đứng, lực tác động đặc biệt mạnh. Nếu những người bình thường không hiểu, thực sự không thể ngăn chặn nó và không có công cụ kiểm soát lũ hiện đại. Trước đây bao quát được sử dụng nhưng hiện nay thiết bị của Bộ Kỹ thuật Trung Quốc đã được sử dụng. Người dân không biết khi nào nên rút lui và khi nào nên phòng thủ. Mỗi ngôi làng tự cứu mình ở bên dòng sông trong sự hỗn loạn. Nhưng kè sông là một hệ thống cứu trợ thiên tai như thế này thì lũ nhỏ sẽ thành đại họa. Hơn nữa đặc biệt là trong xây dựng đô thị và nông thôn của Trung Quốc, vai trò kiểm soát lũ hoàn toàn không được coi trọng. Tỉnh Sơn Tây nằm trên cao nguyên Hoàng Thổ, địa chất đặc biệt lỏng lẻo. Vì sao lũ xảy ra sau một tuần mới đây gây được sự chú ý của dư luận cả nước? Wang Weilu cho biết ông đã viết một bài báo khoảng 20 hoặc 30 năm trước. Hệ thống kiểm soát lũ lụt của Trung Quốc đánh giá độ nghiêm trọng của lũ lụt như thế nào. Lãnh đạo chú ý thì lũ lớn, lãnh đạo không chú ý thì lũ nhỏ. Trận lũ lụt năm 1998 rất lớn bởi vì Giang Trạch Dân và các nhà lãnh đạo khác đang ở tiền tuyến và đoàn báo chí Trung ương đi theo sự lãnh đạo của Trung ương. Năm 1999, lưu vực sông Dương Tử cũng xảy ra đại hồng thủy. Vũ Hán ở mực nước cao nhất là vào năm 1954, lần thứ hai là năm 1998, lần thứ ba năm 1999 và không ai biết bởi vì các nhà lãnh đạo không trả tiền chú ý. Bây giờ, lãnh đạo Trung ương không quan tâm lắm. Các biện pháp phòng chống lũ đưa ra đã khác xưa. Họ áp dụng hệ thống trưởng sông, trưởng hồ, cử đoàn kiểm tra, tổ công tác xuống âm thầm theo dõi cách làm của chính quyền địa phương và giám sát những người ở bên dưới. Vì vậy, mọi người không nhìn thấy thông tin này. Thứ hai, chính quyền đã quy định không được dùng vốn tư nhân để đưa tin và thiên tai lũ lụt có được tính là tin tức không, vì các phương tiện truyền thông cũng không được phép đưa tin về lũ lụt. Một kênh thông tin bị cắt và lũ lụt càng hoành hành nhiều hơn. Điều này không tốt cho việc chống lũ lụt, nhưng lại tốt cho việc tuyên dương thành tích chống lũ. Tính đến thứ ba vừa qua, tổng số 1.783 di tích văn hóa ở tỉnh Sơn Tây bị dột mái, nứt và sập tường, nền móng quắp tòa nhà bị sập ở mức độ khác nhau. Làm thế nào chúng ta nên bảo vệ tốt hơn các di tích văn hóa trong lũ lụt? Wang Weilu cho biết, có rất nhiều di tích văn hóa cổ đại ở Sơn Tây, đó là sự thật. Nhưng ông Tập Cận Bình đã nhấn mạnh nhiều hơn đến tài nguyên đỏ trong bài phát biểu của mình cách đây vài ngày. Tỉnh Sơn Tây có nhiều tài nguyên đỏ hơn, bao gồm Bộ Chỉ huy Cách mạng, Đông Nam của Sơn Tây và trụ sở của Quân đoàn 8. Chúng tôi đã đi khắp vùng Đông Nam của Sơn Tây vào thời điểm đó và chúng tôi đến một ngôi làng mà tất cả dân làng đều là những cựu Hồng quân tham gia cách mạng năm 1938. Khi tôi sang đó năm 1982, các cán bộ cũ lúc đó tình cờ được phục chức từ Nghi Thủy đến kênh đào Hồng Kỳ ở tỉnh Sơn Tây có tài nguyên du lịch màu đỏ tốt hơn các di tích văn hóa. Bản thân người Sơn Tây cũng tự hào về điều này. Về trận lụt ở Sơn Tây, điều ông quan tâm nhất hiện nay là gì? Wang Weilu nói, tôi không biết có những biện pháp cụ thể nào để kiểm soát hạn hán và lũ lụt tổng thể của Sơn Tây. Có vẻ như không có biện pháp cụ thể nào. Trước đây mỗi tỉnh đều có kế hoạch. Điều ông quan tâm nhất bây giờ là làm thế nào để giải quyết cuộc sống của 1,75 triệu nạn nhân chịu ảnh hưởng của lũ lụt lần này. Ông đã từng xếp hàng từ Hàng Châu đến Hoắc Long Giang. Đó là lần đầu tiên tôi trải nghiệm Hồ Thiên tháng 8 tiết rơi, đêm ở phương Bắc tháng 10 rất lạnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.